Kính thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang đứng trước quyết định khó khăn. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang nhận được rất nhiều sự chú ý, trong khi các chính trị gia kêu gọi có thêm hành động để làm sống lại nền kinh tế suy yếu của đất nước trước cuộc bầu cử trong tháng 12. Kinh tế gia của Ngân hàng Singapore, ông Richard Riram, nhìn thấy Nhật Bản đang hướng tới một đồng yên yếu hơn trong năm 2013. Hiện nay, tại Nhật Bản, đang có một cuộc đấu tranh giữa một lập trường kêu gọi thực hiện thêm các chính sách tiền tệ và một lập trường kêu gọi sự thận trọng. Theo ý kiến của ông Jerome, thì trong ngắn hạn, những người kêu gọi sự thận trọng sẽ thắng bởi vì phần lớn các nhà điều hành Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn cho rằng mở rộng chính sách tiền tệ sẽ không đem lại một sự khác biệt lớn nào. Tuy nhiên, sau 6 tháng, có thể sẽ có một sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, và khi đó, có thể lập trường của giới điều hành ngân hàng này cũng sẽ thay đổi. Ông Jerome cho rằng, người có nhiều khả năng trở thành vị thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản, ông Shinzo Abe, đã tỏ ra dấu hiệu mất kiên nhẫn với 20 năm chính sách quá hiếu chiến của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tạo sự giảm phát đã làm tổn hại nền kinh tế. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, ông sẽ thay thế ban điều hành của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản với những người có phương pháp tiếp cận xây dựng và can thiệp nhiều hơn. Vì vậy, ông Jerome nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi khá nhiều vào tháng 3, tháng 4 năm tới và thị trường ngoại hối đang di chuyển theo chiều hướng sẽ có những thay đổi này. Trong vài năm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng đã đưa ra một số biện pháp, nhưng cơ quan tài chính này cũng đã đưa ra thông điệp cho thị trường rằng họ không thực sự nghĩ rằng điều này sẽ mang lại hiệu quả. Và tất nhiên, trong trường hợp này, thị trường sẽ không có một phản ứng lớn. Vì vậy, điều quan trọng cơ bản là trong vòng 6 tháng tới sẽ có một sự thay đổi chính sách. Với một giới điều hành mới, ông Jerome cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ có nhiều tích cực hơn trong bản chất của các chính sách, thông điệp của chính sách cũng sẽ tích cực hơn, giống như những gì Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hay Ngân hàng Anh Quốc đã làm trong những năm gần đây. Và như vậy, đồng yên sẽ tiếp tục suy yếu nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thực hiện thêm các chính sách nới lỏng tiền tệ. Ông Jerome dự đoán, trong thời gian 6 tháng, đồng yên sẽ xuống còn khoảng 87-88 yên một Mỹ Kim. Sau cuộc bầu cử sắp tới, chính phủ mới cũng có thể sẽ đặt ra một mục tiêu rõ ràng cho lạm phát, có thể sẽ là từ 2-3%. Trong 14 năm độc lập của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã mang đến tình trạng giảm phát kéo dài và rất ít nỗ lực để ngăn chặn giảm phát. Trong vòng 10 năm qua, cũng đã có 2 lần gia tăng lãi suất quá sớm. Vì vậy, theo ông Jerome, chính phủ mới cần có biện pháp để giảm bớt tính chất độc lập của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.